con mắt rất là to và rõ. À, giỏi lắm. Bây giờ các con cùng xếp hàng đi xuống nhận quà nhé. Và chúng ta sẽ chuẩn bị thưởng thức tiết mục cuối cùng trong chương trình văn nghệ là chúng ta sẽ ăn pizza nhá. Bây giờ các con cùng trật tự thưởng thức các bạn, các anh chị, đúng hơn đây là ba lớp cao nhất, lớp 4.